Chào các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại video theo kênh của mình. Đây là con phưỡn non mà hôm nọ mà mấy cái bữa trước mình đã mang về nhé. Này, bây giờ nó lớn thế này rồi đấy. Chắc là nhiều anh em đã lãng quên với con này rồi. Lúc mà mình mới mang về nuôi nó chỉ bằng tầm này thôi cơ. Một lốt tay anh em ơi. Mà bây giờ nó to chưa. Loại phưỡn này hình như nó loại là phưỡn bé hay sao ấy. Như kiểu cái con phưỡn mà mình nuôi hôm trước ấy. Lần trước ấy là ba con kia nó to cực kỳ luôn. Nhưng mà có loại này không hiểu sao nó lại con nó không được to anh em ơi, nó kiểu dạng bé bé ấy. Đây này. Thuần thì khỏi nói nhé. Ôi, chạy qua cái vườn kia rồi. Cho nó vào cái lồng mới luôn anh nhé. Trước là mình cho vào cái lồng ép buổi trà máu ấy, thì ở cái lồng kia nó bé. Con này bây giờ nó to mà có phải là nó giống như con khác đâu. Như kiểu con là vàng anh thì nuôi nó còn không dài. Cái loại này nuôi rất chi là dài nhé. Này. Nuôi nó dài. Còn bị gãy mấy cái sợi rồi đấy, cái sợi dài dài nhất này. Do vào cho cái lồng bé ấy. Nên là bây giờ mình sẽ chuyển nó vào cái lồng to này luôn. Phưỡn này. Cho nó ăn phần lớn là mình cho nó ăn cám. Cám mà cầm cả cái viên ấy xong rồi nhét vào mồm nó. Nó há mồm thì mình cho mồm. Còn nó ăn kiểu đấy thì nó sẽ quen hơn. Vào cám là đơn giản hơn. Thì hôm nay cũng là gọi là mùng 1 tháng 9, cũng là khởi đầu của một tháng mới anh nhé. Và cũng là ngày gọi là Quốc Khánh. Thì mình xin chúc cho tất cả các bạn có nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Và đặc biệt chúc cho chú anh em cũng như là cả nước sớm qua khỏi vụ dịch này. Chứ dịch tiếp kiểu này cũng gọi là khó khăn lắm anh em ạ. Nghèo, không có thu nhập gọi là đầu ra đầu vào thì luôn, trên mình cũng thế nhá. Hiện tại chỉ ở nhà xong rồi trồng rau nuôi cá, những cái công việc gọi là phục vụ cho bản thân thôi. Còn như kiểu đi buôn bán thì cấm các loại cấm rồi. Đây là con mào núi mà hôm nọ mình lên soi bắt được anh nhá. Này, nó biết ăn chuối với ủi đấy, còn cám thì hình như chưa biết ăn đâu. Mình bỏ nó vào cùng với con lồng con chim khuyên này để mà con khuyên nó dụ nó ăn cám. Bây giờ nó biết ăn rồi thì mình sẽ tách nó ra này. Ok. Vào cám con mào núi thì nếu mà anh em có con khuyên ấy hoặc là cái con nào mà cùng loại của nó ấy, nó thấy con khuyên ăn thì nó cũng sẽ ăn theo. Đây có ổi này. Ăn đây. Con này là con mồi của mình này. Ở nhà thì nó ít hót lắm. Nhưng mà lên rừng thì cũng gọi là hót ổn. Xem cho nó có thay lỗi không anh ơi. Đấy. Cũng gọi là hót đây đấy. Con mà em bắt được không biết là con trống hay con mái đấy. Nhìn nó giống tướng mái lắm. Mà mình bỏ con trống mồi của mình vào cùng thì nó lại mổ nhau. Phải nghe nó hót ra anh em ạ. Nghe giọng phát là biết ngay là con trống con mái mà. Chứ con mào trà mào núi này mình cũng phân biệt khó lắm. Ok thì hôm nay mình có mang về thêm hai thành viên mới anh nhé. Một cái lồng nhỏ và một cái lồng to. Đây là một cặp họa mi. Mình định tính là sẽ ghép những sản họa mi anh em ơi. Được của nó đấy. Ghép những sản họa mi thì mình phải làm một cái AV nữa. Và phải tốn khá là lâu nên là mình sẽ mang về một cặp này và thả vào trong cái AV đằng sau của mình luôn anh nhé. AV đằng sau của mình đây. Cũng khá là rộng rãi. Nếu mà bỏ thêm một cặp họa mi và nữa thì chắc là không vấn đề gì đâu. Để cho nó gọi là thêm lá dạng nhỉ. Thì mùa này thì nó gọi là vừa sinh sản xong họa mi với các loài giọng chim khác cũng thế. Tại sao mình lại ghép sinh sản từ bây giờ? Bởi vì là cái con mái này với cái con trống này ở trên rừng nó không phải là con, nó không phải là lôi. Lôi nên là mình muốn là nó thay lông cùng nhau một vụ. Thì tới mùa sinh sản thì nó sẽ ok hơn anh em ơi. Quá chuẩn luôn. Còn con mái này. Con mái khá là thuần anh nhé. Nhìn lồng tròn anh em biết phát là chim bắt, mình bắt ở lâu về đấy. Trên vùng cao anh ạ. Con này họa mi mái. Con này một năm rồi khá là thuần. Có thể bỏ áo lồng ra luôn này.
và nuôi họa mi cũng như các dòng chim khác ấy. Quan trọng nhất là con mái của nó phải thuần này, thuần thế này ok chưa anh em ơi, cũng gọi là 80 70 80 rồi anh nhé. Còn con trống thì hơi nhát, trống thì là nó mới bổi thôi này. Mình vừa bỏ nó vào cái lồng à chiến này nên là hơi nhát này đấy, nhưng mà chắc là tầm à lấy một sinh sản chắc ok anh em ơi. Thì à, bây giờ mình sẽ bỏ nó vào nhé. À, nhưng mà trước tiên ý, mình nghe theo một số anh em bảo là nếu mà cho bỏ con họa mi và AV thì à, đừng có bỏ cả một lôi, nên bỏ con mái vào trước, bởi vì là nếu mà mình bỏ vào cả một lôi thì à, nó sẽ không quen ở cái môi trường này và sẽ dẫn tình trạng gọi là hỏng chim, nên là khả năng là mình sẽ thả các con mái vào trước nhé. Thả con mái vào lộ khoảng 1-2 hôm đi, xong rồi mình mới bỏ con trống vào để cho con mái này quen cái môi trường trước. Xong rồi mới thả cái con trống này vào thì cái con trống này tỷ lệ sống nó sẽ, ở trong AV sẽ cao hơn. Con trống này lắt anh em không phải là đơn giản là nếu mà mình bỏ con mái này vào trường hợp nó có gọi là ngỏng của tỏi hoặc là yếu đi mất ấy, thì nó không sao, vì con mái nó cũng rẻ thôi mà. Còn cái con trống này cũng gần củ bỏ vào nó lại li mất thì hơi tiếc. Còn cái này đây, anh em bảo mình bỏ thêm cây vào AV thì chắc là mình sẽ cho cái này thôi quá, cho nó có màu mè thì gọi là trang trí thôi anh ơi. Còn bỏ trong là trong AV thì khả năng là mình sẽ không cho nó đâu. Này AV nó cũng gọi là có mấy cành đủ để cho nó nhảy rồi, còn nếu mà bỏ thêm nữa là chắc là cái này bỏ vào chắc được khoảng 3 ngày con chim bay lên đậu mổ xong rồi là cắn xé à, cho phân cho phiếc vào trắng xóa cây này là ly luôn. Cái này chắc là mình treo ngoài này, mang ở trên vùng cao về anh em ạ. Ủa không, địa đan anh nhé, nó có màu mè tí. Rồi bây giờ mình thả con mái vào đây. Ok luôn, quá hợp lý. Nhiều bạn bảo là anh cho cái vải hoặc là cái tấm gì đấy để cho nó gọi là khi mà mình mở ra thế này con chim nó đỡ bay ngược ra, nhưng mà AV này thì thỉnh thoảng mình mới mở ra thôi, không thường xuyên mở ra đâu, nên là lúc nào mình mở ra ấy thì dùng tuyệt chiêu võ học của Na Cha gọi là 3 lầu 6 tay anh em ơi. Anh tay anh mắt con nào bay ra phát là mình lấy tay chụm mày luôn. Mày đừng có bốc phét, mày đừng có mồm điêu đi. Để xem tí xuống tắm nhá. Con khuyên thì hình như tắm dưới đấy. Đây à, mấy con đang tắm dưới kìa. Thì lắm. Sướng. Thả thêm con trống vào luôn có bị sao không anh em nhỉ? Mình muốn thả cả con trống vào luôn. Anh em họ làm trước ấy thì bảo là nếu mà thả AV thả con mái vào trước để cho con mái kia nó quen. Thì khi mà mình thả con trống vào thì nó mới dụ nhau và cùng nhau sống. Chắc là lợi thêm đó, lợi thêm mà mấy bữa nữa. Xong rồi bỏ vào cho nó chất. Quả nhiên không sai anh em ạ, may là mình còn thả con mái vào trước đấy. Cái con chim họa mi này nó không giống như con chim cảnh. Con chim cảnh thì như kiểu con trà mào mình bỏ vào trong AV phát là nó tắm xong rồi biết ở cực kỳ luôn. Nhưng cái con họa mi này không, nó quen ở trong cái lồng nhỏ, xong rồi bây giờ mình thả vào cái chuồng to thì nó nhảy cực kỳ luôn ấy. Này này chán này chê luôn, ở trên này con mái này mình bỏ vào không biết là mấy hôm nó sẽ gọi là quen đấy, nhưng mà mình sẽ xem nếu mà lúc mà nó quen ấy thì mình sẽ mới bỏ con trống vào thì sẽ ổn hơn. Mình sẽ bỏ thêm trong cái chuồng AV của mình một cái cống cơm nữa. Cái cống này là để thấp thôi, để cho con chim cút rừng. Con cút rừng thì nó lại không thể trèo lên trên này để mà ăn cám được. Phần lớn là để ý là thấy nó nhặt mấy cái hạt cát sỏi xong rồi những cái viên cám rơi xuống ấy, nên là lắp cho nó một cái cống bé ở chỗ này nữa. Này,
đổ cám vào cái cong trên đây. Còn cái khúc hàng long mộc này thì mình sẽ lắp ở cái góc này để khi mà trời nắng cũng như là trời mưa thì con chim nó sẽ lỡ bị tạt và mát mẻ hơn, nhìn vào thì cũng gọi là có phong cảnh hơn anh nhé. Có nắng, có đất, có cây và có nước suối, coi như là đủ điều kiện để mà con chim có thể gọi là thoải mái hơn. Tất nhiên là ở trong cái AV này tuy là nó có đủ điều kiện nhưng mà không thể bằng ở ngoài môi trường được. Ngoài môi trường thì nó sướng lắm, không giống như AV đâu. Nó và cũng không giống như trong cái lồng mà mình nhốt đâu. Quát trời nhát luôn. Chém vào đây đi. Vừa mang về nó hơi mệt và hoảng nữa. 2000 years later. Ôi giời ơi. Hiện tại là mình đang ở trên nương anh nhá. Sáng là mẹ mình có đi chảy cà phê xong rồi phát hiện ra có một cái tổ ong ở trên này nhưng mà ở ngay nương mình luôn, không hái được nên là bây giờ mình đang mặc bảo hộ. Bảo hộ bá đạo luôn, bảo hộ này gọi là bảo hộ mùa lông không lạnh nhá. Một cái áo rét và một cái áo mưa, thêm một cái quần gọi là quần phao á, thì ong nó cũng phải gọi là nốt bằng giàn khoan, không thể chọc thủng được anh em ạ. Tưởng là tổ to quá, mình mang cả cái bao này. Ai ngờ tổ chỉ bằng cái thân, cái nắm đấm mình một chút thôi. Đây là nhà leo bảo hộ rồi đó. Chết chơi rồi. Ok rồi anh em nhá. Bây giờ là pha bắt ong đi vào lòng người. Cái này là một cái tổ ong bầu. Loại ong này thì nếu mà lớn nhất ấy, tổ nó cũng chỉ bằng một cái bát to kia thôi anh nhá. Nó không lớn mấy đâu. Và nó hay làm những cái cây cà phê này, nếu mà đi hái cà xong rồi đi đâu va phải là bị nó chích cho là hơi bị căng đấy. Cái tổ của nó anh em ơi, 3 phên, 3 lạo chưa? Tổ ong lớn nhất của năm. Cái này cũng khá mẩy đấy. Nhưng mà tổ to thì được bữa. Con này con chúa này. Chúa. Cái này mang nướng ăn. Ở nhà thì gia đình mình hôm nay có làm mâm cơm ăn anh nhé. Hôm nay mùng 1 là chắc là nhiều anh em mà cũng sẽ đang gọi là sum họp bên gia đình. Ngày mai là mùng 2 tháng 9 thì hôm nay ở trong bản có mấy bác họ mổ trâu ấy. Xong rồi làm mâm cơm để lón là ngày Quốc Khánh ngày mai. Thì gia đình mình cũng đi mua một ít thịt trâu để mà gọi là làm những cái món ăn truyền thống ngày xưa anh nhé. Ở đây có món gọi là tiết canh này. Tiết canh chắc là nhiều anh em biết rồi. Cái này là lạp này. Lạp sống ấy. Còn bên này lòng xào này, cái này thịt luộc này. Và đây là pịa. À không thể thiếu được pịa luôn. Pịa là một cái gọi là đặc trưng cực kỳ luôn đấy. Túng năm bán năm bao nhiêu bọn cái ở tỉnh.
gì đấy. Nó phải nằm bán với cái thán thôi. Ok, sau khi dùng cơm xong thì mình đã bắt đầu cho con chim non của mình ăn. Đây là ba con chim di hôm qua mình nhặt được ở suối về này. Hôm qua là được 4 con cơ, nhưng mà 4 con thì một con nó không chịu ăn ý. Xong rồi nghèo mất. Bây giờ còn ba con này nó ăn cực kỳ luôn. Này, vừa cho nó ăn, bây giờ chưa bơm nước cho nó bị nghẹn đây nhỉ. Cám, mình cho nó ăn cám này. Cám và gạo hơi cứng. Chắc là phải kiếm cái ống bơm xong rồi mình bơm cám nước vào cho nó thì nó sẽ hay hơn. Ngoan nhé. Này. Bọn này nếu mà lớn lên phát là làm chim mồi và cũng như là chơi thuần cực kỳ hay luôn. Loại chim này thì nó không có lợi gì đâu. Nó cũng giống con chim sẻ nhưng mà nuôi thì kiểu là lam mê thôi. Ok thì bây giờ khá muộn rồi nhé. Chắc là video của mình xin dừng lại ở đây thôi. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn video là hay, đừng quên ấn like video, chia sẻ và nhớ ký kênh nếu bạn chưa ký kênh. Cảm ơn bạn nhiều. Hẹn gặp lại người video theo. Bye bye.